Chị ơi hay là chị em mình hát tiếp không? Sao cũng được. Em thích rủ chị hát cỡ nào chị hát chung với em hết nè. Bớt hát lại. Dạ ai cái mi ra. Chị Bảo Thi ơi, chị về đi, đã có Bảo Lâm Thế rồi. Dạ chào mọi người. Chị Thi đã mệt rồi. Chị Bảo Thi về đi. Đã có Bảo Lâm thay thế rồi. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, mát cấp làm tóc 2 tiếng đồng hồ mới tới 5 phút rồi đi về. Vậy sao mà được? Mọi người thấy như vậy đâu có công bằng đâu đúng không? Trời ơi, chị Thi ơi. Bây giờ trong showbiz là có em với chị là chơi với nó thôi đó. Chị nghĩ coi, một hoa hậu Việt Nam mà mời sống ai đi? Chị có em với chị thôi. Chị thử hỏi coi. Mời hết dàn cát của hành trình rực rỡ, không ai đi. Không ai đi cả, chỉ có em với chị thôi đó. Vậy là em cố tình mời Bảo Thi với Bảo Lâm cho nó cũng có vần đúng không? Ừ, sao mà nó tràn ra, sao mà núp núp ở đây vậy? Dạ tràn đi chị, dạ rồi. Anh ơi. Trời anh, rồi sao người quen không vậy? Nó mới nói không ai đi đó, sao nhìn xuống quen không? Dạ, chị ạ. Dạ, Diệu Lâm chào mọi người. Anh vô em chưa được nói câu nào luôn. Ê, ủa, có fan em hả? Tụi có fan chị Thi không đó? Nói chuyện đi. Ừ. Dạ, hôm nay em cảm ơn tới đây ạ. À. Nói chân thành ha. Nói dài dài xíu đi em. Đi cưng. Dạ, ý là chị Thi với em hát. Ủa rồi, anh làm gì? Mua lửa thì cái qua bà đá thằng Kỳ. Có điên không? Bữa bị bắt hết một lần rồi, bớt kiểu mua lượng lại. Bữa phường xuống một lần rồi. Bữa múa quán sinh tố là đóng cửa một tháng luôn đó. Bớt xuống cùng xuống điên lại. Thì chị Thi cũng muốn hát nữa. Chị có hát nữa không chị Thi? Nếu mà chị hát thì em mạn phép mời chị về quán Cu Phim. Dạ. Để chị có thể hát về giao lưu giao ơ được. Dạ. Rồi bây giờ là mọi người ơi, lát nữa theo Thi biết nghe tiên lộ Thi một xíu nè. Lát là Vi có tiết mục cũng đặc sắc lắm nên là Thi phải ở lại. Ở lại để xem, để cổ vũ nhóm em mình. Cam ơi, chị xuống dưới coi em hát nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, ok mọi người, bây giờ tới cho tiết mục của Bảo Lâm, cho Bảo Lâm một tràng pháo tay đi ạ. Dạ, thưa quý vị, nếu như tôi thì đoàn của tôi chúng em sẽ xuất hiện tại đây. Và ngày hôm nay sẽ có người đẹp chịu giới thiệu Vi về cho phục vụ mọi người. Nào, còn sẽ chơi gì nữa? Âm nhạc. Vâng. Thank you.
Dư quá, một chào tay cho hai bạn à. Xem nước rồi, anh em ơi. Nấu quá. Chào hết mình nha. Rồi, cả nhà mình ơi, ai đang giữ cái lát đét tôi nãy mình không vui, không phá, mình không vứt thì cả nhà mình nha. Mình chào tiếp luôn. Thấy cái gì? Thấy một, năm mươi mốt, năm mười, mười lăm, hai mươi. Con gái mới lớn cũng chơi mà năm mười, hai lăm rồi tới ba mươi, ba mươi rồi tới ba lăm, ba mươi lăm, ba mươi lăm. Là chiếc cờ hơn sức đôi dừng xe. Rồi ba mươi lăm có chương trình lời giải tặng chủ tịch Khoa Môi số bảy là ghé nhé. Để chắc chắn một con sầu mình có vấn đề sẽ tiếp luôn ạ. Mời những chú nhân đồng giải một tiếng thẳng lên sân khấu cho em luôn ạ. Hay quá lên vậy con. Rồi, ăn giò đi anh Lâm. 30. Số 7 em ơi. Số 7 có 1. 19. Có 2. 24. Có 3. 35. Hợp lệ. Chính xác, chúc mừng em. Cái này là mới xây nhà, ta đi Tân Gia, ta đi nước ngọt á, xong vợ tặng lời đó. Ta đi Tân Gia uống hết cái ngọt hay gì mà tặng dữ vậy em. Quá trời, một trào tay các bạn may mắn em nay à. Tuyệt vời. Cảm ơn tụi em rất nhiều, một tấm hình kỷ niệm nha. Rồi chụp hình, 2, 3 C. Rồi. Em cũng có món quà tặng cho bó hoa, tặng cho anh với lại đoàn Hương Nam ạ. Ok, cảm ơn tụi em. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới với em ạ. Cảm ơn các bạn fan Tiểu Vy rất là nhiều. Anh chúc tất cả các em thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng yêu thương cô bé này. Một cô bé mà lúc nào cũng ngây thơ, dễ thương. Ví dụ những ngày đầu thì cũng hay ấy ấy, nhưng mà khi mà tiếp xúc thì một cô bé rất là... Em không còn đánh anh nữa. Em không còn đánh nữa hả? Em không còn trận đầu trận cổ anh nữa. Mà em còn nói giáp không? Còn không? Còn giáp giáp không? Nhưng mà cái giáp giáp đáng yêu đúng không mọi người? Dạ, và ngày hôm nay thật sự là Lâm cô không biết là mình tới đây làm gì. Chỉ là bé Vy nó mời là chỗ nào cũng tới hết. Bất cứ nơi đâu khi mà rảnh là bắt đầu cần thì sẽ có mặt anh Lâm. Anh chúc cho em thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được mọi người yêu quý như vậy, thật là bình an hạnh phúc và lúc nào cũng giữ sự trong sáng và ngây thơ hiền lành đáng yêu như thế này. Mấy yêu Tiểu Vy. Em cảm ơn anh nhiều ạ.